Story 8, Investment, đầu tư. Câu chuyện thứ 8, đầu tư. Hôm nay, Tim ghé qua bank để activate account ngân hàng của công ty để thực hiện các transaction dễ dàng hơn với khách hàng. Cashier nói Tim phải cung cấp identification và điền vào mẫu đơn. Tim đọc carefully các mục rồi sau đó ký signature. Với những outstanding bill, bây giờ khách hàng có thể chuyển khoản trực tiếp through tài khoản của công ty mà không cần phải đến cửa hàng. Theo như forecast của Tim, việc này sẽ giúp cho bộ phận accounting bớt đi áp lực công việc. Trong lúc ngồi chờ, Tim nghĩ nếu sau này mình có nhiều tiền, Tim sẽ là một investor. Tim sẽ tìm ra những công ty phát triển ổn định để đầu tư long term. Ngoài ra, Tim cũng sẽ đầu tư vào real estate. Tim intend to lựa chọn những apartment gần public transportation để dễ cho thuê. Nếu cần, Tim sẽ customize căn nhà lại cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Vì có quá nhiều competitor trên thị trường, nên Tim phải cung cấp excellent service với reasonable price cho khách hàng thì mới attract được nhiều người thuê. Bây giờ mình cùng xem từ mới nhé. Bank, ngân hàng. Activate, kích hoạt. Account, tài khoản. Transaction, giao dịch. Cashier, thu ngân. Identification, chứng minh nhân dân. Carefully, một cách cẩn thận. Signature, chữ ký. Outstanding bill, hóa đơn chưa thanh toán. Through, thông qua. Forecast, dự đoán. Accounting, kế toán. Investor, nhà đầu tư. Long term, dài hạn. Real estate, bất động sản. Intend to, dự định làm gì. Apartment, căn hộ. Public transportation, phương tiện công cộng. Customize, điều chỉnh cho phù hợp. Competitor, đối thủ. Excellent service, dịch vụ xuất sắc. Reasonable price, giá cả hợp lý. Attract, thu hút. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe bản tiếng Anh để học được nhiều từ mới hơn nhé. Story 8, investment. Today, Tim stopped by the bank to activate the company's bank account to make transactions more easily with customers. The cashier said Tim must provide identification and fill out an application form. Tim read the terms carefully and then signed the signature. With outstanding bills, customers now can transfer funds directly through the company's account without going to the store. Tim forecasts this will help the accounting department reduce work pressures. While waiting, Tim thought if he has a lot of money in the future, Tim will be an investor. Tim will find stable developing companies for long-term investment. In addition, Tim will invest in real estate. Tim intends to choose apartments near public transportation for convenient rental. If necessary, Tim will customize the house to meet the need of customers. Because there are too many competitors in the market, Tim must provide customers with excellent service and a reasonable price in order to attract many tenants. Bank account. Activate, kích hoạt. Account, tài khoản. Transaction, giao dịch. Cashier, thu ngân. Identification, chứng minh nhân dân. Carefully, một cách cẩn thận. Signature, chữ ký. Outstanding bills, hóa đơn chưa thanh toán. Through, thông qua. Forecast, dự đoán. Accounting, kế toán. Investor, nhà đầu tư. Long term, dài hạn. Real estate, bất động sản. Intends to, dự định làm gì. Apartment, căn hộ. Public transportation, phương tiện công cộng. Customize, điều chỉnh cho phù hợp. Competitors, đối thủ. Excellent service, dịch vụ xuất sắc. Reasonable price, giá cả hợp lý. Attract, thu hút. Bây giờ sau khi nghe trong câu chuyện thì mình sẽ cùng nhau làm bài tập để check lại nghĩa và xem mình đã thuộc chưa nhé. Bank, ngân hàng. Thông qua, through. Tài khoản, account. Dự đoán, forecast. Bất động sản, real estate. Kế toán, accounting. Giao dịch, transaction. Thu ngân, cashier. Outstanding bill, hóa đơn chưa thanh toán. Public transportation, xe cộ công cộng. Căn hộ, apartment. Cái này bị đánh sai vì là chính tả nên có một chữ T ở đây nhé. Activate, kích hoạt. Đối thủ, competitor. Thu hút, attract. Dự định làm gì, intend to. Identification, chứng minh nhân dân.
điều chỉnh phù hợp, customize, reasonable price, giá cả hợp lý, investor, nhà đầu tư, chữ ký, signature, excellent service, dịch vụ tốt, long term, dài hạn, carefully, cẩn thận. Ok, thế là mình đã nghe xong câu chuyện số 8 rồi. Bài học ngày hôm nay đã hết. Chúc mọi người học tiếng Anh thật là vui vẻ. See you!